Điều đầu tiên, nếu như mẹ muốn hình thành thói quen và niềm yêu thích sách cho bé là tạo thói quen đọc sách cho con ngay từ nhỏ bằng cách cho con tiếp xúc với sách ngay từ khi con chỉ mới vài tháng tuổi. Đây là cách mà bố mẹ vô thức hình thành cho con sự tiếp xúc gần gũi với sách, khiến con không cảm thấy xa lạ hay là khó chịu khi đọc sách về sau này. Thứ hai là đọc sách cùng con, bố mẹ là tấm gương phản chiếu của con trẻ, vì vậy bố mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khơi gợi hứng thú đọc sách của con. Cùng con đọc sách cũng là một cách để cha mẹ chơi với con, tăng cường sự khăng khít trong tình cảm gia đình. Ba là nên có kệ sách riêng cho con, điều này sẽ tạo ra một không gian thoải mái để con có thể tự chọn sách mà con muốn đọc. Con coi sách như những loại đồ chơi khác và từ đó sẽ hào hứng hơn đối với việc đọc. Thứ tư là bố mẹ hãy tiếp tục đọc dù con có sao nhãng. Một số bé chắc chắn sẽ không thể ngồi lâu và bắt đầu trở nên hiếu động. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn bình thường. Khi đó bố mẹ hãy tiếp tục đọc ngay cả khi con không tập trung vào sách và đọc một cách thật là cuốn hút nhé. Cuối cùng là bố mẹ có thể đọc cho trẻ bất cứ khi nào. Đọc sách cho trẻ trước khi đi ngủ là một phương pháp tuyệt vời và nhờ đó thì bé không chỉ có khoảng thời gian riêng với sách mà còn hình thành thói quen tốt vào buổi tối. Tuy nhiên thì nếu như bố mẹ không có thời gian thì có thể đọc bất cứ khi nào trong ngày, miễn sao con vui vẻ và hào hứng là được.